Chuyến xuyên Việt Tây Bắc năm 2015, hành trình Nghĩa Lộ Sapa, ngày thứ ba, 13 tháng 10 năm 2015. Theo dự tính, hôm nay là một big day. Cung đường hùng vĩ do chiều dài hơn 250 cây số, vừa do phải vượt qua hai trong tứ đại sơn đạo của xứ Bắc là Khao Phạ và Ô Quy Hộ. Ngoài ra, còn là một cung đường đi qua những thánh địa thắng cảnh xuất trần, không chỉ đối với những Phật thủ, và chắc chắn là bất kỳ ai được chiêm ngưỡng một lần thì hồn phách từ đó cũng sẽ lơ lửng trên mây cả quãng đời còn lại. Cảm khái như giáo sư Bùi Văn Nam Sơn đã viết: không còn cây lá ở trên đầu, không còn thùy dương dậm trùng quang mây vắng. Anh Tư Dũng đã viết: ngày này là big day đầu tiên, cung đường dài lại qua hai đại đèo. Đến chỗ đổ xăng, có ngã rẽ đi Sơn La là còn cách Than Nguyên hơn 12 cây số. Vì mãi mê với các cảnh đẹp Mù Cang Chải, Chế Phu Nha mà lúc này đồng hồ đã chỉ 16 giờ chiều. Xem lại bản đồ, hóa ra mới đi được gần được nửa đường. Là người tổ chức hoạch định, mình bị áp lực lo lắng nên đã cắt với anh em. Đã vậy, bữa trưa quá đơn sơ với xôi nếp Tú Lệ nên đoạn chạy dọc theo Hoàng Liên Sơn vừa lạnh vừa đói. Uống rượu vào thì ấm nhưng lại sợ bị say. Đoạn thị trấn Tân Nguyên đường trơn như mỡ, vậy mà cũng lết được về ngã tư Bình Lư mới thăng tối. Đoạn thị trấn Tân Nguyên quả thật là một thử thách của ý chí, kinh nghiệm xử lý, của sự cẩn trọng và can đảm, hay liều lĩnh không biết nữa. Đoạn đường này trời cứ mưa phất phơ, cái kiểu mưa vừa đủ lạnh vừa đủ ướt, và cũng khó chịu ở chỗ nước mưa cũng chỉ vừa đủ để đánh nhão bôi trơn số đất bụi đỏ trên đường. Kết quả là đường trơn như bôi mỡ. Với kinh nghiệm từng vượt qua cung đường Tân Cảnh của Tây Nguyên, hai tiên sinh đã rành và ràng lại hành lý giùm mình sao cho thật gọn, thật cân, để mình chỉ còn tập trung vào việc lái, giữ xe sao cho bánh sau đừng giành đi trước. Vài người nôn nóng, thiếu kinh nghiệm đã té ngã trên đường rồi, ngay trước mắt mình. Còn cái tuyệt chiêu chống thấm mới thật là tài tình. Ai cũng biết là chạy xe trong mưa thì đầu đã có nón, thân đã có áo mưa nguyên bộ, nhưng ướt lạnh tay chân thì mới thật là khó đỡ. Chàng ăn lúc này mới lôi bảo bối ra, đó là một đống găng tay làm bếp của mấy bà dùng để bóp gỏi xé thịt. Tay trong lớp đeo găng tay len rồi bọc bằng bao tay ni lông này, sau cùng là cái găng tay da bên ngoài. Tương tự, đôi vớ của dưới chân được bọc lại bằng một bịch ni lông rồi mới xỏ giày vào. Thế là lớp ngoài ướt nhưng nhờ có lớp bọc ni lông ở giữa nên bên trong tay chân vẫn khô và ấm. Ăn tối xong lại chạy 30 cây số đèo Ô Quy Hộ trong đêm mưa. Ô Quy Hộ đi ban ngày đã là hảo hán, còn đi ban đêm với trời mưa gió rét và thậm chí còn sương mù dày đặc nữa thì... Tuy nhiên, nhóm đã không phải liều lĩnh mà thật ra đã tổ chức rất kỹ. Người mở đường được thay phiên để bảo đảm là người đi trước luôn tập trung và tỉnh táo. Đèn xe trước khi lên đường đã được độ thật sáng, đội hình giữ khoảng cách thật hợp lý, vân vân. Khi đến Thác Bạc, nơi còn cách Sapa chừng 14 cây số, thấy bên đường còn một quán nước mở cửa, đói lạnh cả nhóm tấp vào. Bên cái bếp than hồng là một cô chủ quán người Hơ Mông với mấy củ khoai nương ruột đỏ hồng cam, ôi thật chẳng có cái sơn hào hải vị nào bằng. Đến được thành phố Sapa im ấm vui vẻ lại không chịu ở, cả nhóm lại bài chuyện trần ai đi tiếp 10 cây số đường đèo quen mắt giật trong đêm mù mịt để vào ngủ mường hoa, chỉ vì muốn thử mùi homestay cho nó khổ. Thế nhưng sáng hôm sau, trong sương khói đồng thắm màu của bản Mông thì những thiếu khó đêm qua chừng như cũng được phần nào bù đắp. Thôi thì tự an ủi nhau bằng cái câu của ngài Tam Nguyên Tần Bích Sang vậy: văn vô sơn thủy phi kỳ khí, nhân bất phong xương vị lão tài. Một buổi sáng tây ta kinh Mông giang hòa trong mây ấm, Sapa đó mình lần đầu đến tâm như vậy đây.
Sapa, Lào Cai, Bắc Hà. Với bất kỳ ai lòng hướng về Tây Bắc thì không thể nào bỏ qua Bắc Hà với những phiên chợ ngợp sắc màu của vùng cao. Tuy nhiên, nhóm dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể đến Bắc Hà vào đúng ngày có chợ phiên là Chủ nhật hàng tuần. Thôi thì đi cho biết, cho một chút gì tiếc nuối, cho một lời hẹn hò tái ngộ mai sau, biết đâu. Thành ra ngày này chỉ chạy, chạy và chạy. Nhóm qua Lào Cai vào giữa trưa, nhìn nước sông Hồng đổ lũ cuồn cuộn về nam, qua cửa khẩu Cốc Liếu của thương mại Phù Hoa, dùng tạm bữa trưa trong khu chợ Xô Bồ, rồi lại theo hướng quốc lộ 4D, AH14, hướng về Bản Cầm, Phong Hải, Phong Niên. Đến ngã ba Bắc Ngầm thì rẽ trái, theo tỉnh lộ 153 thẳng về thị trấn Bắc Hà. Sau khi thăm dinh thự của Hoàng A Tưởng mà nay nét Phù Hoa xưa qua thời gian và thế sự chỉ còn gần như là một dấu tích, đứng chênh vênh trong hoàng hôn lam tím Bắc Hà như tiếc nuối về một thời vàng son quá giản. Nhóm lại chạy tiếp trong bóng chiều xanh để tìm vào thung lũng Hoa, cũng là một mỹ danh như thung lũng Mường Hoa ở Sapa. Phàm là cứ hoa hương thì thường có sức cám dỗ với những lãng khách đa tình, còn các lão hoang đồng thì cũng chưa là ngoại lệ. Tìm hoa không gặp hoa hương sắc, chỉ thấy hoa cười trong mắt ai. Thật vậy, tiếng là thung lũng hoa, mà hoa lại được giam trong nhà bọc nhựa greenhouse theo kiểu thâm canh công nghiệp, thì các chàng bướm đa tình háo sắc chỉ còn có nước kêu trời chứ lượn lờ lơi lả với ai đây. Nhưng mà như có người đã nói, chỉ sợ không có lòng để cảm, chứ đất trời có bao giờ khánh tặng vô tình với khách hào hoa. Và trong tâm thức đó, nhóm đã gặp bao nhiêu nụ cười. Hoa cười trong các em bé người Mông, Dao, Tan Trường được các chú cho chút kẹo ngọt ngào trên đường về mái ấm. Hoa cười trong ánh mắt vừa thán phục vừa thú vị của người dân bản xứ khi biết có ba anh già găng đã lặn lội từ đất phương Nam xa xôi về thăm xứ Bắc. Họ đã thể hiện sự tương thông, tình đồng bào bằng sự chỉ dẫn thân tình, bằng sự tương trợ nho nhỏ mà chí tình, như nhất định không nhận tiền công khi nhóm nhờ bơm xe, nhiệt tình chỉ đường về để nhóm có thể biết thêm những gốc khuất duyên ngầm của những bản Mông nằm sâu trong góc núi. Hoa cười trong ánh mắt chàng binh ngựa, cười tít mắt khi phục vụ món vịt nướng lá móc mập tuyệt chiêu với giá. Các anh hai Nam Kỳ thì em cũng tính 160.000 như dân địa phương thôi, không khác. Có chăng là mời thêm mấy anh cốc rượu nhà ngâm cho nó máu, chung tình diện xứ. Anh chàng binh ngựa này có nụ cười thả cửa, cũng lưu lạc từ Nam Định lên cắm rễ ở xứ Bắc Hà này. Thôi thì văn bất tận ngôn, xin mượn các hình ảnh để ghi lại thay lời muốn nói về một vùng đất của những nụ cười.